Chiều qua tại huyện Kiên Lương, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội thảo sử dụng nguồn nước hiện nay và bàn giải pháp sử dụng nguồn nước có hiệu quả trong thời gian tới nhằm hưởng ứng Ngày nước Thế giới 22 tháng 3. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tham luận về thông điệp ý nghĩa của Ngày nước Thế giới, Ngày khí tượng Thế giới và tham luận về công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đánh giá về vai trò quan trọng của nguồn tài nguyên nước, vai trò thiết yếu của khí tượng thủy văn, nguyên nhân hậu quả của việc sử dụng nguồn tài nguyên nước quá mức. Từ đó trao đổi bàn bạc đề ra những sáng kiến giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, cộng đồng có những hành động giải pháp tích cực, góp phần quản lý khai thác sử dụng nguồn tài nguyên nước một cách hợp lý hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như ô nhiễm nguồn nước.